Và bây giờ sẽ là cặp thí sinh tiếp theo. Xin mời thí sinh Lại Thị Thanh Hương và thí sinh Lê Thị Phương. 2 phút 30 giây của các bạn bắt đầu. They don't look like they're in a hurry. Khi nào mặc nguyên cái đấy ra không kịp ấy. Ô kìa. Chết rồi. Trước khi mà tới thử thách ấy thì Phương bị chuột rút đến nỗi chân mình đau, mà khi mình lựa đồ mình để xuống, ngồi xuống để mang giày mình bị té luôn. Thực sự 2 phút 30 giây Phương không thể nhìn được rằng là bộ đồ của mình ở đâu, phụ kiện của mình ở đâu, chứ đừng có nói đến là chị Lê Thị Phương đang ở đâu và chị Lê Thị Phương đang gặp vấn đề gì. Yes. Oh dear. Finally. Em là Lại Thanh Hương, hiện tại thì em đã có 13 năm hoạt động nghệ thuật. Nếu mà ai đó biết về Lại Thanh Hương rồi ấy, thì đều biết rằng là với hình ảnh hiện tại của em ấy, nó đang bị rất là kỳ cục. Tại vì là em đã bị tăng hơn 10 cân sau khi mà là bệnh nhân của bệnh trầm cảm. Đã từng có người chết trên vai của em. Tình trạng đó là khi mà cái mùa dịch ấy, em phải ở thành phố Hồ Chí Minh lockdown một mình. Khi đó em bị dị ứng với vaccine và gương mặt lên mụn và nó nổ ra rất là tồi tệ. Và gần đây nhất thì khi mà tinh thần của em đã tốt hơn, em đã sẵn sàng để quay trở lại, thì em gặp phải chấn thương và em mới mổ sụn chêm và dây chằng gối phải cách đây 2 tháng. Đối với những người bình thường thì bây giờ vẫn đang chỉ là thời gian vật lý trị liệu thôi. Nhưng mà Hương đã phải đi giày cao gót, bước lên trên cái bậc thang đó, thể hiện làm sao cho mình thật là tự tin. Thế nên là đó thực sự là một cái thử thách rất là lớn. Giống như là Super Mentor Thanh Hằng đã nói, The New Mentor là nơi để mình bừng tỉnh, đánh thức bản thân. Thì em nghĩ rằng đây là một cái cơ hội để cho em quay trở lại, đánh thức bản thân mình. Em cảm ơn. Cảm ơn những chia sẻ của Thanh Hương. Chúc mừng bạn đã hồi phục sức khỏe và có thể đi được catwalk hôm nay rất là tốt. Xin mời phần tự giới thiệu của Lê Thị Phương. Em xin chào tất cả các thành viên ban giám khảo và mentor. Giới thiệu em tên là Lê Thị Phương. Trước đây em từng tham gia một chương trình truyền hình thực tế về người mẫu với biệt danh là Gái Quê. Và từ Gái Quê cũng cho em khá là nhiều dấu ấn trong nghề người mẫu. Và đến chương trình The New Mentor, em nghĩ nếu mà có một thử thách nào liên quan tới đồng quê, tới lúa, tới ngô, tới khoai thì em tin chắc là em nhất. Và đó cũng là lý do mà em muốn được lựa chọn từ các mentor. Cảm ơn phần chia sẻ rất là duyên dáng của Lê Thị Phương. Lucas, do you want to share any opinion? I am very sorry about your sickness and I'm very happy that you're back and you're here with a purpose. It's very nice, but from beginning, like I said, go. Both of you walked in like, la-di-da. It's a competition. You have to go fast. You can't take your time. You both have been models for a very, very long time. Just do what you just did. I'm very disappointed in you. I don't know if you have a problem with your shoes. Is it too small? Trước khi mà em vào đây thì em bị chuột rút đấy ạ. Giờ chân của mình vẫn còn sưng. Chân ở bên trái thì đang bị chảy luôn, đang chảy máu. Đôi khi cũng hay nói câu học tài thi vận. Your walk actually was okay. Came down the stairs very confident. Even though your shoe not properly on. So I pick you actually. Thank you. Yeah, I thank pick you. You. Thank you, Lucas. Xin mời phần bình chọn của Super Mentor Lan Khuê. Em chọn Lại Thanh Hương. Có thể ở điều kiện hiện tại của Lại Thanh Hương chưa có phù hợp lắm. Nhưng mà Hương đã rất là cố gắng. Thì em mong rằng cái cơ hội này dành cho Hương sẽ là cái động lực để Hương cố gắng lấy lại được vóc dáng xưa của mình, cũng như là lấy lại được cái kỹ năng ngày xưa của mình. Xin mời phần bình chọn của Super Mentor Hồ Hà. Để theo tiêu chí của chương trình thì chắc Hà cũng sẽ chọn. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn các chị. Xin chúc mừng thí sinh Lại Thanh Hương, bạn đã được đi tiếp vào vòng trong. Xin cảm ơn thí sinh Lê Thị Phương. Cảm ơn bạn vì đã tham gia chương trình. Hương cũng cảm thấy đau lòng đấy. 12 năm không có đi thi một cuộc thi nào nữa. Mình thấy mà có một cuộc thi đó phù hợp với mình, nhưng mà mình không được đi tiếp. Cuộc chơi nào cũng có người thắng người thua, mình chấp nhận được.